Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm clip random squad chơi cùng người lạ nha anh em. Ok, let's Ôi. go. Một tổng hợp Đoàn nghĩa thế mày đã Violence được đây. 6 ấy rồi. Ê. 6 trận top 1 rồi. Tăng tăng tôi một rồi. Số 1, số 3 đi lẻ rồi ta. Ông nhảy ở kia đi. Lúc đồ nó đây, vừa cản. À, chạy theo ông ấy, con kia rút lấy xe ra cản là không nói. Chấm ở cảng rồi ta. Biết là không được. Mẹ lúc nhảy thì mẹ đang chấm lúc xuống rồi chấm. Ok. Mẹ cố tình. Nhầm, tự nhiên thấy ngửa tay thì cãi cả thế là nó bay mẹ xuống. Được không nhá? Điều hay này. Vậy. Tự nhiên cãi Tao ngứa. coi. Tao coi nó lỗi không chơi cùng không phải. Thế mà vẫn chơi. Gọi cậu Tuấn ơi chơi tớ Tao đi. Tao bảo mãi nó mới chơi này. Đéo gì hết nhỉ? Có mỗi cái school tí gặp nhau không kêu ca. Ai à? Chết rồi, người. Rồi bắt tiếng ai, bắt tiếng ai. Nó được. Ngay gần chỗ là được muộn đi. Đi đi bắn luôn, ra thịt luôn. Tính yêu của Được. mình rồi. Còn không xe đâm vào đấy. Em bị tưởng rủ mình ra vậy. Ăn thính đi đi luôn hốc này giảm đi như thế trời cậu sợ hôm qua hắn muốn nghỉ sớm nên hắn nhảy cảng. Đâu tao nhảy được đâu mẹ tao thấy rằng duyệt nó đi. Mỗi tội tàn trường xuống sấy. Thế mà đi nói đi giật đi bắn mơ 16 cũng được đạt tới mấy thằng trốn đi tám anh ơi lấy tám có rồi có rồi đâu xuống đang xanh
người có cái đầu nòng dư bên em cái anh to. Đồ má thằng nào bắn đó còn tem còn tem cái vậy mày lấy vô tao ấy mày. Sáng dậy à, hát xì ở chục phát lên sao? Đâu đâu ta? Chưa thấy nó đâu á. Thì bị dị ứng phân hoa rồi. Ừ. Tao bị dị ứng phân hoa mà bị gì mà bị viêm mũi mới dị ứng mà. Năm ngoái tao bị cả một năm liền. Mày táp nè. Sao nó lấy tiền được chưa? Đây là cái đây 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 đủ đồ rồi. Mẹ đo nhiệt độ thử đi ông ơi, mày bỏ ngay cái loa ra khỏi cái gì cái đã để xa lắm rồi ông. Ui ui watch out. Mẹ. Ui ui. Tao súng sấy này chết đâu. Ui. Mẹ xin luôn này. Mẹ nó đang đuổi mà. Đuổi vậy. Mẹ nó. Mẹ ông qua đây mẹ ông ơi. Đồng đội đang qua đây. Mẹ ông nha. Nó chỗ nào watch ông ơi. Out. Ok, nghe đội luôn anh hiểu. Rồi. Nghe được súng đâu. Rồi hả? Ừ. Nghe đầu rồi luôn. Đây đứng ngay thôi, đứng ngay thôi. Biết rồi, cậu ơi. Liếm. Mày ngay chỗ thính, bên kia là thính. Kia. Yeah. Lên. Hay. Hay quá nhỉ. Ông đau buồn. Watch out. Đang ra đây có rồi. Hai team, hai team. Đây có đây. Watch out. Nhiều súng bắn. Nằm đặng bên trong. Đẩy không? Đẩy đi, đẩy đi. Mày nó còn bắn tạch tạch. Né né ra mấy ông ơi, đang lên bom quá mồi này. Cẩn thận nha. Nhìn lia rồi anh ơi. Chưa. Còn thằng nữa. Hình như lia rồi đấy. Lia. Em thấy xanh xanh rồi đấy. Chưa. Hai đứng chân mà. Không rồi. Mà kia nó mọt nó bò thôi. Mẹ. Chạy không kịp luôn á, ông chạy nhanh quá. Câu kêu nào vậy, nó kêu mẹ rồi. Tao cũng thế, tức thế nhỉ, biết thì không gọi mấy ông này đi nữa. Đi tám đồ quá trời bên này, ông làm bắt lợp NLR. Để mà ông được mà ông ăn mình mà ông này. Để cho mấy ông ăn một mình luôn cho rồi. Mấy xác rồi mà. Nhiều, 4-5 xác dưới này. Nó bắn nhau, đang bắn nhau ở trên này mà. Mày nghĩ là anh hôi thôi. Quá trời đó. Ủa, em quên em không lấy cái tay cầm đứng. Chết mẹ cái xe lên anh rồi. Ô ca cụ đi à. Dạ. Mẹ, thằng Tuần, mẹ. Tưởng con boss. Vãi, tôi nhìn luôn tưởng boss cơ. Mẹ có tìm bên kia rồi. Đi. Ui kìa. Con. Mày ê tí chết. Mày chết chú mày. Watch out.
đẩy mẹ đi. Quá, bắn hay vậy. Chiều yếu thằng tí, chiều hơn mẹ. Rồi, yếu, yếu quá. Cảm ơn cậu. Chốt xe ngoài có một thằng nữa nha. Yếu này. Yếu đi. Lên đây tôi kêu rồi. Yếu đi tôi kêu ra. Lên đây, kêu rồi. Yếu, yếu, yếu. Chết tôi. Lia. Có gì đâu chết, bình tĩnh, cứ bình tĩnh chết gì. Chạy với tao hả? Không có đâu nha. Châu châu cái. Không có đâu nha. Bỏ không. Bỏ ít thôi. 3 4 này. Lấy nước vào, đầy lên. Đi okay. Mẹ thằng ý mình thảm quá với Hùng ở đây kia. Ừ, thôi. Tất cả chỉ là người biển. Mình bên này chưa kêu nào rồi. Tao thế, em cứ đứng hết. Nhìn mới. Quên về, hồi đấu kêu rồi. Nãy một đồng kêu mẹ, mày không thấy tên mẹ ông kia. Không có, đâu có, đâu có kêu đâu. Đấy, đấy, có hàng, có hàng. Bên kia. Kệ nó ngoài, kệ. Bên này đâu? À, đây này. À kia, chỗ nhà đỏ, nhà đỏ. Watch out. Có chiếc xe đó luôn. Đó, nó đang bắn nhau kìa. Đang bắn nhau bên đó, mình, mẹ đây. Mình bên này, mình ăn hôi. Đứng bên bờ bên này này, đứng bên này. Watch out. Điên à, trống. Đống này trống quá. Trống, không, bơi xa. Không đi đâu. Tí không xe thì không đi đâu. Thì xe đây mới sang. Vãi. Đùa. Nắp nắp. Nắp 1 rồi, nắp 2, nắp 1 rồi. Anh gạt mà, anh gạt mà. Ok. Đi báo ngoài, đây đây đây. Đừng bắn nữa. Mình đi bộ. Mở báo rồi. Phe thôi. Ủa mới sang đi. Tao chạy cho hai người. Nó ngó này, nó ngó này. Yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi, đi đi. Số 3 đi, số 3 rồi. Đi đi. Chào ơi. Đi đi, con mẹ mẹ. Mày đi đi, tao bên đây rồi mà. Mày cứ. Ông. Gạt hành động đồ. Nó bắn mất xe mình nè, đi không được nè. Ê. Để không sang nữa. Nó nằm bên đấy rồi. Tôi tao qua mày. Ông ngơ này qua làm gì biết. Bo đi vào. Watch out. Đó thịt của nè. Thịt đi tôi cover cho. Có tao. Có tao. Chú trúng. Thôi à. Watch out. Trên nhà, trên nóc nhà quá. Trên nhà đó luôn, trên tiếng tầng 2 á. Trên tầng á. Rồi lia, đi mẹ. Tao có 10 con nết cơ. Phải ráng anh vừa được cho được nó mới chịu được. Cái máu ngồi bà thu bà đầu lắm luôn. Ok, mày không có đi, mày không có đi, bọn tôi có xe rồi. Ok. Đi mẹ. Đâu thôi. Thôi nhặt kéo nữa mẹ. Mày chứ hiểu không? Phải nhặt chứ. Nhặt con mẹ mày. Đi. Đi đi đi. Thến bên này là. Mark the location. Thank you.
để tao còn uống nước. Mẹ bò khó chịu với trời. Bò nó giật qua giữa sông luôn. Có người, có người. Quay lại thì... Ui, có người trên, có người trên kìa. Có người đang nằm kìa. Có người đang nằm kìa. Đó có người mà. Thằng chó hiểu mẹ em mình. Có người vẫn nhặt đồ được. Tức thế. Nhặt đồ ghê luôn. Thế nhiên thả chết cũng không bỏ được cái tính. Mẹ em. Đâu tao... Ta thấy mày bắn xong mẹ rồi rồi. Đây. Đi. Cho anh em bắn. Em bò này đứa mày nấu anh chị không? Lúc thức anh lúc thế là lần kia anh nằm đầu xanh. Nó đang chạy xuống lái tính chưa? Chưa lúc được. Từ từ đấy, trong nhà có, trong nhà có ngay đây luôn, trong cái nhà này luôn nha. Ok đó, nó đang ngồi lên ngồi xuống kìa anh, ngay nhà nhỏ nhà vệ sinh rồi, nó đang bán cái tem nào á. Quay ok chưa kịp gì anh, anh bị bom kìa. Ui, gì vậy? Bom mình cho mình nếu mà. Có xăng đây, nhặt xăng đi. Nó đang bán tem nào trên nhà con người không ơi, trên nhà con người. Đâu? Từ đâu ấy? Trên nhà nào? Không biết. Tay luôn. Chết rồi, đói tin quá, đi liếm tin. Ê. Người đây anh ơi, người đây còn một thằng đang nằm. Hai viên đó. Lát à? Cứ gì vậy? Từ từ thôi. Em knock một rồi, còn một thằng nằm ở đây. Còn luôn anh ơi, còn có một thằng này. Anh chặt rồi. Không. Chỗ cục đá con người nữa. Từ để, bo này đông lắm. Bao này đông lắm, từ nè. Hai thằng luôn. Hai viên nó nắp này. Em nắp một thằng nữa rồi, còn một thằng chạy xuống dưới này rồi nè. Mấy nó không nắp kìa. Mẹ ơi, mà. Còn một thằng nữa thôi. Gạt này. Mấy xăng à? Mấy cứt. Chào nhau bên xăng ơi. Ủa thằng kia đâu ta? Đi xe khác. Cái nó chạy xuống mấy là ta. Ui có xe bên này, Mark the location. Qua bên sông. Đấy đấy quá. Nè. Qua sông đặt rồi, qua sông. Ok nè. Đi. Quay. Còn một thằng ở bên đó, ngay đó. Tem bên sông nha, còn nguyên một cái tem này. Tem 4 bên sông nữa. Tem này chắc nhà đâu luôn. Vậy, tôi thường lên. Tôi quên, chạy ra mất rồi. Còn một tem 4 em binh ở bên kia sông á. Mày cho mình một kin thôi mà mày. Dạ đồ đúng không?
cày không á? Đi rồi ơi. Mày biết tuần cày ai. Tôi đặt lại từ từ. Nhà đồ Ramon có, đừng lên lên. Sao mất? Mình mẹ ốp vậy. Giảm sức mạnh à? Ừ, ốp sức mạnh gì, có biết bắn không? Bò thù khó chịu dữ ta. Chán thật sự. Sẽ chán được. Ờ còn như trận này mình. Sợ thế. Tập trung quá rồi. Lý do kinh thế chứ. Ui sợ, sợ móc. Lớp 2 nhà đang lớp 2 con bé thằng đó đúng không? À bên đấy à? Con bé thằng bên ngang đây này, bên này. Mark the location. À nhà đã khó rồi, đủ. Trận này khó dữ. Trận này khó ấy. Vào đây. Em có xe không hay không ơi? Vậy không có xe không ơi. Mark the location. Nóng quá, sao trong chạy ra được? Không chạy này cứ quanh xe móc chạy thôi. Mà không có một còn có xe móc. Ở đâu đấy? Có một đứa. Tuần mẹ bẩn cái người. Bắt tôi bẩn. Mẹ. Gọi đó nên... giờ bảo vị trí đúng à? Mày có bảo đâu? Chỗ bên này. Mark the location. Trong cái nhà đồ cái món này, hai thằng ấy. Giờ lại hỏi mẹ. Bảo, không bảo đâu. Đi rồi. Một viên. Chỉ tầng 2, tầng 2. Kệ đứa mình đừng bắn, mẹ ông chốt anh ấy bỏ. Về phòng. Mẹ đang bắn thì ngồi xuống. Nắp được một thằng nữa là cao một. Bên này 2 chứ còn một thằng à? Chạy đi em táp cho, chạy đi em táp cho. Chạy đi mày. Thì trong đấy 3 thằng à? Chạy đi mày. Mẹ cay không á? Tụi này ngồi bo rồi. Tức của anh, cứ đang đứng đứng trong bo này. 3 đứa nó, rồi ngoài bo hết. Rồi rồi, 2 ông tốt á, 2 ông đứng chỗ đó là ổn rồi. Để tôi kê chỗ này cho. Chết rồi. Thôi đâu lên, thôi đâu lên. Tôi đang trong bo này. Chết hay tốt. Quá, nung 2 luôn à? Công đi, công đi, công đi. Công. Ông không, ông ngoài bo, không công. Nữa công. Ui. Nó ngoài bo mẹ, nó ngoài bo mẹ, nó xuống nó chết thôi. Nó nóc mấy. Anh kịp đẩy luôn hả? Clear rồi, clear. Chắc clear rồi. Còn 3 thằng là cuối đó. Ui, ngon thế. Ui, cứu đi các bạn ơi, đừng. Các bạn cứ cứu đi, các bạn cứu đi, các bạn cứu đi, các bạn cứu đi. Cứu đi, cứu đi, đừng để thằng này ăn được mạng. Cứu đấy, đi các bạn ơi. Đấy luôn. Ui, rồi ôi. Mẹ nó tức. Mạng chưa được mạng nào. Mày quá, 2 phát cuối được 2 kill. Thôi, chết. Phế vật. Gà thơm rồi, tôi có 4 kill chứ mấy. Mấy ông mới được 4 kill. Tôi táp, tôi táp 4 kill chứ mấy. Toàn táp nóc không.